Rồi, xin chào toàn thể các bác đã đến với cơ sở shop phụ kiện loa điều khiển từ xa của bên em. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em xin giới phép giới thiệu cho bác về cái dòng loa cao cấp nhất hiện nay được các bác thợ chuyên môn, các bác bẫy gà, bẫy cuốc, bẫy bìm bịp, bẫy đa đa. Đấy, các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Nó cho ra một âm thanh cực kỳ chuẩn, cực kỳ trong và không bị bao giờ bị trôi bài các bác nhé. Đây em xin nhấn lại mạnh lại, đây là cái dòng loa cao cấp nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam các bác nhé. Đấy, điều khiển của nó bắt từ xa tầm 100m đổ lại các bác nhé, tùy vào địa hình của mình. Thì trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng nói qua về phương thức mua bán hàng bên shop để các bác nào mà chưa đặt hàng bao giờ thì bác thể tin tưởng ủng hộ shop các bác nhé. Thì bên em ship hàng COD trên toàn quốc, quyền lợi các bác mua hàng bên shop, các bác được quyền kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán bên shipper các bác nhé. Rồi, cũng không để các bác chờ đợi lâu nữa thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái bộ sản phẩm này. Em sẽ test thực tế và báo giá công khai để các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, bác nào mà muốn lên đời loa hay bác loa hỏng, loa lỗi thì bên em cũng đầy đủ các phụ kiện thay thế cho bác. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về phần phụ kiện trước các bác nhé. Phụ kiện của loa này thì sẽ có một túi đeo loa đấy, màu dàn di ngụy trang cực kỳ đẹp luôn, màu xanh các bác nhé. Một chiếc điều khiển, đây là điều khiển, đây là một chiếc sạc loa các bác nhé, sạc loa, và đây là một chiếc sạc điều khiển đấy. Nhiều bác là đòi hỏi sao cái này có sạc điều khiển mà không có củ, thì em cũng xin trả lời luôn cho bác, cái sạc này thì nó chỉ có dây đi theo nhé. Các bác muốn sạc thì các bác cắm trực tiếp vào loa, thân loa, và các bác có thể cắm vào cái tắc, cái củ của điện thoại của các bác sạc nhé. Đấy, phụ kiện ở nhà sản xuất họ chỉ được thế các bác nhé. Và một chiếc điều khiển và một chiếc loa, thân loa này có 3 nút chỉnh. Đấy, hàng này hàng loại 1 các bác nhé, hàng loại 1. Đấy, phiên bản tiếng Anh, phiên bản quốc tế nhé, có chế độ Bluetooth này, 3 nút chỉnh này, 3 nút chỉnh chỉnh to nhỏ này, chỉnh chét, chỉnh pad riêng các bác nhé, chỉnh pad, chỉnh chét riêng. Và loa bật lên thì không bao giờ có tiếng tàu khi chạy nhé, và bật lên thì bao giờ chế độ bao ship, các bác bật thân loa hoặc điều khiển thì loa mới chạy các bác nhé. Thì cái công suất của cái dòng loa AT100 này thì nó công suất là 4000 ampe. Đấy, con này thì trong các dòng điều khiển này, dòng này thì nó pin của nó cực kỳ trâu khủng rồi nhé, sử dụng 15 đến 17 tiếng các bác đi cả ngày các bác nhé. Đấy, thì công suất của nó thì to hơn các dòng khác, nó là 280W, cực kỳ to luôn. Đấy, dung lượng pin cực kỳ trâu. Thì sau đây em sẽ test thực tế và cái dòng loa AT100 này để các bác tấu nhé. Mình bật một, các bác bật ở thân loa, bật nút nút bật nút on lên nhé. Rồi các bác bật điều khiển thì loa mới chạy các bác nhé. Âm thanh cực kỳ trong nhé, cho ra âm thanh cực kỳ chuẩn tiếng. Đấy, em cho cực kỳ to luôn, loa không bao giờ bị rè, không bao giờ bị trôi bài các bác nhé. Đấy, đây về cái dòng loa AT100 đấy, âm thanh của nó cực kỳ trong trẻo các bác đúng không ạ? Thì cái dòng loa này thì em cũng báo giá công khai cho bác. Dòng AT100 này hiện tại bên shop đang bán với giá là 830.000 đấy, bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Thì bác nào đang quan tâm đến cái dòng loa điều khiển từ xa, hàng cao cấp thì có thể nhấc máy điện ngay trực tiếp cho số điện thoại của shop nhé. Thì bác nào đang theo dõi kênh của em thì cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của từ bên shop. Thì cuối video em xin chúc các bác có nhiều
nhiều sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê của mình. Xin chào và tạm biệt các bác nhé.